Hey, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì nay mới về một số máy bắn đinh cuộn pallet ha, dành cho anh em xài pallet và đóng mấy kiện hàng ha. Thì hàng về rất là nhiều luôn ha, mấy chục cây á. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình ha. Đó. Đây mới về chưa dọn, chưa vệ sinh gì hết, nhưng ba này mình sẽ dọn vệ sinh lại rất là sạch sẽ, đẹp đẽ cho anh em và bao đảm xài cho anh em ha. Thì mấy súng bắn đinh này thì bắn được đinh từ 65 cho xuống nha anh em. 65 57 50 45 38 thì bắn được ha. Thì mình sẽ giới thiệu sơ anh em. Súng này thì mắt sen 60 đây ha. Cái này là sen 630. Cái hơi nó thì anh em biết rồi, tầm 8 đến 10 kg bắn được rồi nè, bắn được từ 32 50 nè, 32 50 nè. 38 65 nè, đó thì bắn được. Đó. Và có chế độ bắn một đinh, bắn nhiều đinh đều được ha. Mấy cái này thì mình làm một cái là anh em chỉ việc xài thôi ha. Bảo hành 3 tháng một cây đó, rất là nhiều luôn ha, mấy chục cây đó. Còn mấy cây đỏ đỏ là cây mắt sen 565S nữa ha anh em đó. Nói chung là hàng về cực nhiều. Thì video này thì anh em nào mà trước giờ có coi cái kênh của mình thì biết rồi ha. Thì mình cũng súng này thì mình ít đăng lắm, lâu lâu mình đăng cái video thôi, nhưng mà hiện tại trong kho mình lúc nào cũng có hàng nha anh em. Mấy cây này rất là đẹp luôn. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ nha.